Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với bản tin nhanh của kênh ống kính hậu trường. Gây sốt V-pop trên diện rộng từ những hình ảnh nhá hàng đầu tiên cho màn comeback với Có Chắc Yêu Là Đây. Sơn Tùng MTP tiếp tục là cái tên siêu hot của mùa hè 2020 khi trở lại đường đua V-pop sau một năm dài vắng bóng. Cán đổ hàng loạt kỷ lục cùng với Có Chắc Yêu Là Đây. Thế nhưng trong một bài phỏng vấn mới đây, Sơn Tùng MTP đã từng buồn đến mức muốn bỏ về quê để bán quần áo với bố mẹ. Anh chàng chia sẻ rằng sau 30 tuổi sẽ không đi hát nữa vì cột mốc ấy đối với Sơn Tùng đã quá đủ, khi đó anh sẽ lùi về hỗ trợ các bạn trẻ và lập gia đình. Mỗi lần trở lại của Sơn Tùng MTP dường như càng nhiều kỷ lục được thiết lập hơn và những thành tích cứ hàng nối hàng không đếm đâu cho hết. Dù đảm nhiệm thêm một vai trò mới chính là chủ tịch của công ty giải trí mang chính tên của mình, các dự án, các hoạt động, các sản phẩm âm nhạc đều do chính Sơn Tùng cùng với những cộng sự tài năng tạo ra. Có thể nói cho đến hiện tại, Sơn Tùng MTP đã hoàn toàn có thể làm chủ vị thế của mình trong ngành giải trí. Danh xưng là một ngôi sao hạng A, sở hữu cộng đồng fan hâm mộ đông đảo bậc nhất V-pop, tên tuổi vươn ra tầm quốc tế, sở hữu khối tài sản kết xù và làm CEO của một công ty giải trí khi tuổi đời còn rất trẻ. Vậy mà đối với Tùng, chỉ khi lùi vào phía sau cánh gà và về nhà, chàng trai 26 tuổi này lại có những tâm tư, những câu chuyện và những dự định trong tương lai mang đầy tự sự. Khi được hỏi về sứ mệnh là gì và làm sao để mọi người nhận ra được sứ mệnh của mình, Tùng chậm rãi trả lời rằng: "Tôi luôn cho rằng bản thân mình có 3 sứ mệnh. 1. Sứ mệnh phải là một người con ngoan. 2. Trở thành người có ích cho xã hội. 3. Vượt qua được bản thân." Mỗi sáng thức dậy, tôi đều nghĩ đến 3 sứ mệnh này. Tôi luôn tự hỏi rằng mình đã phải là một con người ngoan hay chưa? Mình đã sống có ích cho xã hội hay chưa? Và đã vượt qua được bản thân mình hay chưa? Còn khái niệm sứ mệnh mà anh nói có vẻ nó thiên về sự nghiệp, về tương lai, về những thứ mà ta sẽ sống chết vì nó. Tôi không dám ôm sứ mệnh này vào người mà chỉ nghĩ đơn giản là thế này: ông trời đã cho mình cái tài và cái duyên để được làm nghệ thuật, thì chắc hẳn ông phải có một ý tứ hay kỳ vọng gì đó. Tôi luôn suy nghĩ về chuyện làm nghệ thuật của mình mỗi ngày. Nếu mỗi ngày tôi cảm thấy thế là đã đủ, tôi chắc chắn sẽ dừng lại. Và con người thứ hai trong tôi lại hỏi, thế nào là đủ? Và tôi lại tự trả lời rằng, chả bao giờ là đủ. Ai cũng có thể nói biết đủ là đủ, biết đủ sẽ hạnh phúc. Và câu này quá đúng, bởi vì chỉ cần thấy đủ đầy là đã hạnh phúc. Nhưng tôi chưa đủ thì làm sao tôi hạnh phúc được? Tôi đã đặt ra cho mình một cột mốc rồi. Sau 30 tuổi tôi sẽ không làm ca sĩ nữa, vì mỗi thế hệ mới xuất hiện sẽ mang theo một sức mạnh thật kinh khủng, và chính những thế hệ đi trước như tôi đây sẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh và sự mới mẻ ấy. Vậy thì với kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy bao nhiêu năm chinh chiến, sao tôi không lùi về, chấp nhận mình không thể sống trong một môi trường cạnh tranh này nữa, thì cái mục tiêu từ giã sân khấu sau năm 30 tuổi chính là cái đủ như ta đang nói. Và sau khi từ giã rồi, tôi sẽ dùng hết tài năng và tâm sức của mình để đào tạo ra một thế hệ trẻ đầy tài năng và sức mạnh. Tôi tự tin là Sơn Tùng nghệ sĩ sẽ đủ để từ giã sau 30 tuổi, đủ để nhận lãnh một vai trò mới, đủ để hỗ trợ các bạn trẻ với tất cả các nhiệt huyết của một người từng trẻ như các bạn. Và tất cả các thành viên trong công ty tôi đều biết điều đó. Nhiều người nghe tin tôi sẽ từ giã thì buồn chứ, nhưng nhiều người cũng vỗ vai khích lệ, và cá nhân tôi đã nhìn thấy từ đủ của mình như thế đó. Và sau 30 tuổi, tôi cũng sẽ dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn, cho bố mẹ nhiều hơn. Tôi ước rằng sau 30 tuổi mình sẽ có một mái ấm thật sự bên người mình yêu, với những đứa con và phụng dưỡng bố mẹ. Sứ mệnh của tôi đó phải hạnh phúc, không phải là tiền bạc hay danh vọng, cũng chẳng phải thứ gì cao vời. Sau tất cả, hạnh phúc đôi khi chỉ là một cuộc gọi về cho bố mẹ để thấy bao nhiêu nỗi buồn trong ngày của mình đột nhiên tan biến. Những chia sẻ đầy chân thành của Sơn Tùng MTP đã nhận được nhiều sự đồng cảm và chia sẻ từ những người đồng nghiệp và người hâm mộ. Ở chàng ca sĩ trẻ 26 tuổi, không những có nhiệt huyết mà còn rất sâu sắc và khiêm nhường. Có thể dễ dàng thấy hiện tại, Sơn Tùng MTP đang từng ngày làm cho bản thân mình trở nên tốt hơn. Những sản phẩm âm nhạc hay là cả những đêm diễn dù lớn hay nhỏ đều được anh tỉ mỉ đến chi tiết nhỏ nhất. Luôn luôn lễ độ, tôn trọng với các bậc tiền bối và cư xử lịch thiệp với đàn em trong nghề. Nhìn về những con số khổng lồ sau mỗi lần trở lại, công chúng sẽ dễ dàng thấy được Sơn Tùng MTP đã nỗ lực với nghề đến như thế nào. Với Tùng, Sky là tất cả. Anh yêu fan của mình đến độ khiến nhiều người thắc mắc rằng đến khi nào thì Tùng mới tìm cho mình một tình yêu riêng đây. Và sau khoảng thời gian hết lòng vì âm nhạc ấy,
Giờ đây Tùng cũng đã chính thức đưa ra câu trả lời: sẽ không làm ca sĩ khi 30 tuổi. Và có lẽ khi đó là lúc anh đã hoàn thành được sứ mệnh của mình là một ca sĩ Sơn Tùng MTP để thực hiện tiếp những sứ mệnh mới. Liệu sẽ là một người chủ tịch tài ba của dàn nghệ sĩ mới của MTP Entertainment trong tương lai thì sao? Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bản tin nhanh của ống kính hậu trường. Đừng quên nhấn like video và subscribe theo dõi kênh để cùng cập nhật những bản tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!